vị có thể cho một tràng pháo tay to hơn để mà cổ vũ tinh thần cho chương trình của chúng ta được không ạ? Vì bây giờ cũng đã gần gần cuối rồi, mọi người cũng hơi, cũng ngồi lâu rồi cũng hơi mệt chút xíu, cho nên là mọi người cố gắng sung sung lên chút xíu để cho chương trình của chúng ta được diễn ra một cách trọn vẹn hơn ha. Và bài hát tiếp theo thì con nghĩ là tất cả chúng ta sẽ cùng hát với nhau được một bài hát rất là quen thuộc. Mà bài hát này con xin được xuống dưới cho nó gần gũi chút xíu. Trời ơi, không có thấy cái bậc thang đâu hết. Dạ, bài hát của cái gì quên rồi. Một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm, bài hát Xin Vâng. Quý vị có thuộc không ạ? Dạ, thuộc thì la to lên chút xíu nữa ạ. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Dõi bước theo mẹ, lòng con khuyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Cảm ơn cha. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con khuyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy trống gai tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mời quý vị ở bên này ạ. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Cho con xin một cái micro cho cha xứ được không ạ? Nhưng con vẫn quyết tâm theo mẹ. Mẹ ơi xin dìu bước con đi bên mẹ trọn cuộc đời mẹ nhé. Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Một tràng pháo tay to. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Dạ vâng, tràng pháo tay lớn như vậy là để dành cho cha đó ạ. Tại vì hồi nãy lúc mà mở màn chương trình thì cha có hát một bài và con mê giọng cha quá, cho nên là con biết chắc chắn là cha sẽ hát hay
hát rất hay bài này. Con xin được cảm ơn sự sự hỗ trợ của cha rất là nhiều, và xin được cảm ơn tất cả quý cộng đoàn đã cùng hát với con bài hát này. Một lần nữa xin được chúc cho toàn thể giáo xứ Bến Gỗ của chúng ta thật là nhiều hồng ân của Chúa, và sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ạ.